Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng những cái sản phẩm có bào tử Trichoderma một cách hiệu quả nhất nhé quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé quý vị. Thì cái nội dung chia sẻ của hôm nay chúng tôi gồm có các cái mục như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của cái nấm Trichoderma. Thứ hai là lưu ý khi sử dụng nấm Trichoderma. Thứ ba là cái cách xử lý Trichoderma để mà phân hủy rơm rạ trên đồng. Thứ tư là cách xử lý Trichoderma để ủ phân chuồng. Thứ năm là cái cách xử lý Trichoderma để tưới gốc cây trồng. Và thứ sáu là cách xử lý Trichoderma để phun lên cây trồng. Và cái số 7 là cái cuối cùng, đó là phòng trừ nấm bệnh cho hoa lan, hoa hồng, cây cảnh bằng cái nấm Trichoderma. Thì cái tác dụng của nấm Trichoderma nó là gì? Nó là cái tác dụng rất lớn trong nông nghiệp và trồng trọt. Một số cái công dụng cơ bản của nấm Trichoderma như sau. Cái nấm Trichoderma người ta thường gọi là chế phẩm nấm Trichoderma. Thì cái thứ nhất là nó dễ tiêu diệt các cái nấm gây hại rễ như cái Rhizoctonia solani nè, Fusarium và Phytophthora. Nó cũng dùng để trị các cái bệnh chết rễ ở cây tiêu, lở cổ rễ cây cà phê, xì mủ sầu riêng, thối rễ bơ. Ngoài ra hầu hết các cái bệnh về rễ ở cây trồng cũng sẽ được cải thiện khi dùng cái nấm này. Cái nấm Trichoderma thì nó không chỉ tác dụng vào cái khu vực rễ mà nó còn giúp cải thiện cái đề kháng của các cái bộ phận khác. Nó diệt nấm hại ở ngọn cây, lá, quả, hoa và nó một cách gián tiếp luôn. Và nấm Trichoderma thì nó tiêu diệt các cái loại nấm hại và là bạn của cái sinh vật có ích cho cái cây trồng của chúng ta. Và chúng sẽ hỗ trợ các cái vi sinh vật cố định đạm ở cây đậu, ở phân giải lân, vân vân. Và cái tác dụng tiếp theo nó còn có thể là phân hủy mùn bã thực vật chết, có thể đóng vai trò thay thế cho các cái vi sinh vật gây thối. Và quá trình này nó còn tạo ra các cái chất giúp cho cây dễ hấp thu như là những cái chất hữu cơ. Cái tác dụng tiếp theo của cái nấm Trichoderma đó là nó giúp đẩy nhanh cái quá trình giảm cái mùi hôi khi mà chúng ta ủ phân. Có thể sử dụng trong nhiều loại phân như là phân chuồng, phân xanh, phân cá rất là hiệu quả. Và cái nấm này cũng có thể là cái thành phần trong nhiều cái sản phẩm vi sinh khác, có thể chế ra nhiều giúp tăng được cái hiệu quả cho cây trồng bởi cái sự cộng hưởng từ các loại vi sinh vật có lợi. Và nó tăng cường các cái vi sinh vật có lợi trong đất, giúp đất tơi xốp, diệt tiến trùng rễ. Nấm Trichoderma là khắc tinh của cái tiến trùng và nấm bệnh. Nó cộng sinh và hỗ trợ các cái vi sinh vật hữu ích, các cái vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, sống ở trong đất và kích thích cái bộ rễ phát triển, giúp hồi phục bộ rễ nhanh chóng, giúp cái bộ rễ đâm sâu hơn và vươn xa để hút dinh dưỡng. Và phân giải cái cellulose cực mạnh, nó giúp cân bằng cái hệ sinh vật trong đất. Và cái tác dụng tiếp theo của nấm Trichoderma đó là nó dùng để cùng với phân hữu cơ giúp cải tạo đất, làm sơ tơi xốp đất và tăng cái độ phì nhiêu cho đất. Cái này là cái mà được bà con chúng ta sử dụng nhiều nhất, đó là nó cân bằng cái độ pH và giải độc cho cái đất của chúng ta, giúp tiết kiệm cái lượng phân bón cho cây trồng. Và Trichoderma cũng sẽ là cái phương án hữu hiệu để nâng cao cái hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng. Tóm lại, cái Trichoderma, cái dạng chế phẩm hỗn hợp nó có ba cái tác dụng như sau. Thứ nhất đó là nó diệt cái nấm bệnh hại cây. Cái thứ hai đó là nó trừ cái tiến trùng trong đất. Và cái thứ ba đó là cái chế phẩm để ủ các cái rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng. Và bởi nhiều cái tác dụng to lớn đó nên là cái nấm Trichoderma đang thay đổi cái tư duy của người nông dân. Hạn chế sử dụng các cái sản phẩm phân hóa học này, rồi thuốc trừ sâu không bền vững và thay vào đó là các cái chế phẩm sinh học. Thay thế là này là các cái sản phẩm mang lại hiệu quả tốt hơn và thân thiện hơn với cái môi trường của chúng ta. Và khi mà bà con mình sử dụng cái sản phẩm Trichoderma thì chúng tôi có những cái lưu ý khi sử dụng như sau. Thứ nhất, đó là không sử dụng chung với các cái loại nấm ký sinh, côn trùng. Cái thứ hai là không sử dụng chung với các thuốc trừ nấm bệnh, vôi trên cây trồng. Cái thứ ba là có thể cộng chung với các phân bón hóa học khi ủ phân để mà phân giải rơm rạ, phân chuồng, vân vân. Và thời gian cách ly để sử dụng hiệu quả Trichoderma là ít nhất là 15 ngày. Và không được để môi trường sau khi xử lý Trichoderma là quá khô hay là quá ẩm ướt. Và môi trường ủ phải thoáng khí, không bị phát nhiệt quá nóng. Thì ở đây chúng tôi có bốn cái dòng tô đỏ không sử dụng chung với các cái loại nấm ký sinh côn trùng, đó là những loại nấm xanh, nấm trắng mà chúng ta thường để phun ký sinh lên con rầy nâu, con sâu cuốn lá rồi đó, là chúng ta không sử dụng chung tại vì hai cái này nó khác với nhau. Cái thứ hai đó là không sử dụng chung với cái thuốc trừ nấm bệnh, tại vì thuốc trừ nấm bệnh hiện nay mà thuốc hóa học đó hay là vôi đó thì nó trừ một cách triệt để, nó không có chọn lọc là nấm có lợi hay nấm có hại, nên khi chúng ta
dùng chung thì nó sẽ trừ những cái nấm này ngay từ đầu, nấm Trichomonas ngay từ đầu, nên là không phát huy được hiệu quả. Và cái thời gian cách ly để sử dụng hiệu quả Trichomonas nó với lại các cái thuốc trừ nấm bệnh đó là ít nhất là 15 ngày. Tức là trước khi chúng ta sử dụng cái Trichomonas 15 ngày và sau khi sử dụng Trichomonas cũng 15 ngày là chúng ta không được phun thuốc trừ nấm bệnh. Tại vì chúng ta phun thuốc trừ nấm bệnh thì nó sẽ làm mất đi cái hiệu quả của cái Trichomonas. Trước khi xử lý Trichomonas 15 ngày đó thì đó là cái giai đoạn mà cái thuốc trừ nấm bệnh nó còn phát huy hiệu quả. Và sau khi xử lý cho cái Trichomonas 15 ngày thì trong cái khoảng thời gian đó là Trichomonas nó mới nhân được mật số và nó mới diệt được những cái nấm còn lại cũng như là nó phát huy tối đa cái hiệu quả của nó. Thì chúng ta nếu như mà mình phun thuốc vô thì nó làm diệt luôn cái nấm thì nó cũng không có đem lại hiệu quả. Chính vì vậy mà chúng ta lưu ý là thời gian cách ly là trước khi xử lý Trichomonas và sau khi xử lý là 15 ngày. Và không để cái môi trường xử lý Trichomonas nó quá khô hay là quá ẩm ướt. Tại vì cái loại nấm này là cái loại nấm mà nó phải có đủ độ ẩm và nó thoáng để nó nhân mật số và nó phát triển để nó diệt các cái nấm còn lại. Nên là điều kiện mà khô quá thì nó cũng không có nhân mật số được. Hay là ướt quá đó, hay là ngập nước rồi đó thì nó cũng ngợp và nó chết, nó không phát huy được hiệu quả. Kể cả cái môi trường mà chúng ta thấy là nó phát nhiệt quá nóng khi mình ủ phân thì nó cũng làm cho cái nấm Trichomonas này chết đi. Nên là chúng ta lưu ý khi mà sử dụng. Và cái sản phẩm này phải tồn trữ nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo thời hạn sử dụng. Khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta lưu ý là khi mình xé bọc ra mình sử dụng chúng ta phải coi trước xem cái hạn sử dụng nó còn hay không. Nếu như còn hạn sử dụng mới có hiệu quả, còn nếu như hết hạn sử dụng thì coi như là hiệu quả nó không cao. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách xử lý cái Trichomonas phân hủy gơm gạ trên đồng. Thì phân hủy gơm gạ trên đồng là một cái điều rất là cần thiết cho bà con nông dân chúng ta làm lúa tăng vụ. Hiện nay chúng ta sử dụng lúa cao sản 3 vụ đó thì cái việc mà gơm gạ trên đồng nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái ngộ độc hữu cơ. Nên là sau khi mà chúng ta thu hoạch xong thì chúng ta cần xới hoặc là cày vùi cái rơm rạ xuống. Và chúng ta cung cấp nước vào cho đất đủ ẩm, không được ngập đất, đủ ẩm thôi, xăm xắp thôi hoặc là đủ ẩm và nó phải ló gơm gạ lên như thế này. Và chúng ta phun chế phẩm Trichomonas lên đều trên mặt ruộng. Sau khi phun từ 5 tới 7 ngày thì chúng ta làm đất xạ hoặc là sau khi chúng ta xạ xong thì cái đất nó đã ráo nước đó thì chúng ta tiến hành chúng ta phun Trichomonas vẫn được. Và lưu ý liều lượng sử dụng là từ 0.5 đến 1%, tức là pha từ 0.5 đến 1 kg Trichomonas trên 100 lít nước, phun đều trên khoảng 3.000 mét vuông ruộng của chúng ta. Và khi mà ruộng đã xử lý Trichomonas thì phải cân đối giảm cái lượng đạm, đây là cái điều lưu ý với bà con. Tại vì cái Trichomonas nó phân giải những cái rơm rạ này rất là tốt, nó không có làm ngộ độc hữu cơ mà nó phân giải được cái ngộ độc hữu cơ thì nó tạo thành cái đạm dễ tiêu cho cây nó phát triển, nên là cái cây ngay giai đoạn đầu nó phát triển rất là tốt. Nếu như chúng ta bón phân lượng đạm nhiều thì nó sẽ làm thừa đạm trên cây trồng. Và không để đất ngập nước, vì khi mà đất ngập nước thì cái con nấm Trichomonas này nó chết, nên là những cái chỗ mà vũng nước ngập này thì Trichomonas nó không có phát triển được. Và chúng ta lưu ý cái việc cày vùi này đó là nó làm cho cái rơm rạ này nó phải chết đi, chứ còn rơm rạ còn sống thì nó cũng không phân hủy được. Và cái cách xử lý Trichomonas khi mà ủ phân chuồng. Thì khi mà ủ phân chuồng thì chúng ta cần phải có phân chuồng như là phân trâu, phân bò, phân dê, phân gà, vân vân, nó khoảng 500 kg. Sau đó chúng ta dùng cái rơm rạ sát bã thực vật hay là sơ dừa, giỏ trấu, giỏ đậu, lục bình gì đó khoảng 500 kg nữa. Và chúng ta dùng cái chế phẩm sinh học Trichomonas từ 1 đến 3 gói loại 1 kg. Và chúng ta có cám gạo khoảng từ 2 tới 3 kg. Nước sạch và bạt che đầy đủ để chúng ta sau khi mình vung lên chúng ta ủ thì chúng ta che bạt như thế này. Và bước 1 là chúng ta trộn đều cái phân chuồng với đất trộn lại với nhau, trộn một gói Trichomonas với lại 2 tới 3 kg cám gạo. Và sau đó thì chúng ta rải một lớp phân chuồng lên mặt đất dày khoảng 7 đến 10 cm, thì chúng ta rắc cái hỗn hợp chế phẩm sinh học ở trên bề mặt và tiếp tục rải cái phân chuồng rắc chế phẩm lên cho đến khi hết. Và khi mà chúng ta rắc hết như vậy rồi thì cái bước 3 là chúng ta tưới nước sạch vào phân chuồng để cho cái phân này nó đủ độ ẩm và cái độ ẩm ủ là từ 55 đến 60%. Kinh nghiệm cho thấy là chúng ta lấy cái nắm tay mình nắm nhẹ lên phân chuồng, thấy nước nó rỉ ra các cái kẽ ngón tay là đạt. Và chúng ta lưu ý là mình ủ trong vòng khoảng chừng độ dày của nó khoảng chừng từ 1 mét đến 1 mét 7. Rồi cái đường kính đóng ủ là khoảng từ 3 tới 4 mét. Cái chiều cao nó khoảng 1 mét tới 1 mét rưỡi ha. Và chúng ta lưu ý là mình đảo cho nó đều thành đống rồi sau đó chúng ta hãy đem đi ủ. Và thời gian ủ là khoảng từ 25 tới 35 ngày. Trong suốt quá trình ủ thì chúng ta lưu ý là khoảng 7 tới 10 ngày chúng ta đảo một lần. Đảo khoảng 2 3 lần là coi như là chúng ta có được một đống phân ủ. Dấu hiệu mà chúng ta ủ thành công đó là gì? Đó là
trong vòng 2 đến 3 ngày đầu thì nhiệt độ có thể nó tăng lên, nó nóng lên từ 55 đến 60 độ C và sau đó nó quay một nhanh chóng, và khi ủ thành công thì nó không còn cái mùi hôi cũng như là cái nhiệt độ nó trở lại bình thường trong cái đống phân của mình. Lưu ý là cái đống phân chuồng chúng ta ủ như vậy thì chúng ta phải đảo trong vòng từ 7 đến 10 ngày, chúng ta đảo một lần để cho nó đạt được cái độ quay mục tốt hơn. Và cái cách tiếp theo đó là chúng ta xử lý cái Trichoderma đối với lại tưới gốc cây trồng. Tưới gốc cây trồng ở đây thì chúng ta có rất là nhiều cái cây trồng và chúng ta chia ra ba loại cây chính. Cây thứ nhất đó là đối với cây lâu năm như là cây sầu riêng, cây vải, cây nhãn, cây mít thì chúng ta cần phải tưới nhiều nước. Nên là mình phải pha cái liều là mỗi gốc từ 100 đến 150 gram trên 30 đến 50 lít nước, và chúng ta tưới nước quanh gốc để cái bào tử nấm nó thấm sâu vào bên dưới cái vùng rễ. Nó kiểm soát được những cái bệnh như là xì mủ, vàng lá, chết nhanh, chết chậm, lỡ cô rễ, thối thân, trừ cái tuyến trùng, giúp phục hồi cái bộ rễ. Và cái cây lâu năm này thì chúng ta cũng đưa vào trong đó, có thể là cây tiêu cũng sử dụng rất là tốt. Và với cái cây kiểng hay là hoa cảnh trồng chậu thì tùy vào cái chậu lớn nhỏ. Ở đây thì kinh nghiệm của kênh là thấy là cái chậu khoảng 0,8 mét đường kính á, thì sử dụng khoảng 30 gram trên một trên 8 lít nước, và chúng ta tưới ướt đều chậu, làm quay một cái chậu cái đất hữu cơ, nó đất hữu cơ trong chậu thì nó sẽ làm quay một đi và cải tạo đất trong chậu cây rất là tốt, nó diệt các cái nấm có hại cũng như là tiến trùng có trong cái chậu đất và nó phục hồi cái bộ rễ cho cái cây của chúng ta. Đối với là cái cây rau màu ngắn ngày thì như là cây cải, cây đậu nành, cây hành, cây ớt vân vân, khi mà chúng ta lưu ý là chúng ta pha khoảng 50 gram trên 25 lít nước và tưới ướt đều các cái lít trồng bằng cái thùng vòi, có thể tưới phủ lên cả cây trồng. Thì cái mục tiêu của nó là nó làm hoay một cái chất hữu cơ trên lít và kiểm soát các cái bệnh vàng lá, chết nhanh, chết chậm, chạy dây cũng như là lỡ cổ rễ, thối thân, trừ cái tuyến trùng. Thì những cái cây màu ngắn ngày này nó có cả cây hành, cây ớt, cây bầu, bí, dưa vân vân, chúng ta đều có thể sử dụng tốt cái chế phẩm Trichoderma. Và cái thời gian cách ly của cái Trichoderma với các cái thuốc trừ bệnh thì chúng ta cũng lưu ý đó là khoảng 15 ngày. Nên là đối với cây lâu năm hay là cây kiểng hay cây rau màu, nếu như chúng ta muốn tưới cái Trichoderma thì trước khi tưới cái Trichoderma 15 ngày thì chúng ta phải ngưng cái tưới thuốc, và sau khi chúng ta tưới Trichoderma rồi thì cũng ngừng tưới thuốc 15 ngày. Cách xử lý Trichoderma trên cái phun lên cây trồng là một cái cách tiếp theo. Đối với lại cái Trichoderma là chúng ta pha cái nồng độ từ 0,3 đến 1%, tức là từ 300 gram tới 1 kg trên 100 lít nước, và chúng ta phun ướt đều trên cái tán lá và thân cây. Cái liều lượng là từ 3 đến 5 kg trên 1 hectare. Cái giúp cho chúng ta khi mà chúng ta phun như vậy thì nó giúp kiểm soát cái bệnh xì mủ, vàng lá, chết nhanh, chết chậm, chạy dây, thối thân. Phun lên trên ruộng lúa thì nó phòng được trừ cái bệnh đốm vàng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, phân giải cái ngộ độc hữu cơ. Và thời gian cách ly của Trichoderma đối với những cái cách mà chúng ta phun lên cây trồng cũng khoảng 15 ngày trước và sau khi xử lý. Và đặc biệt là hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái kinh nghiệm phòng trừ cái nấm bệnh cho cái cây hoa lan, hoa hồng và cây cảnh. Đối với những cái cây hoa lan, hoa hồng và cây cảnh thì chúng ta cần phải lưu ý là mình phải hòa nấm Trichoderma vào nước sạch, bổ sung thêm một ít cái đường ăn hoặc là cái mật rỉ đường, và chúng ta tiến hành khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Và sau đó thì chúng ta để khoảng 24 tiếng đồng hồ và tiến hành dùng cái hỗn hợp này tưới lên trên thân cây, lá và gốc của cây hoa hồng, hoa lan, cây cảnh. Thì với cái giải pháp đó thì hiệu quả rất là cao. Còn chúng ta vẫn có thể sử dụng cái giải pháp là mình pha nước xong rồi mình không cần phải pha đường gì hết, chúng ta tưới bình thường lên trên cái gốc cây hay là lên tán cây của cái cây trồng của chúng ta, cây lan, cây hồng đó đó, thì cái hiệu quả nó đem lại không có bằng cái phương pháp mà mình ủ với lại cái mặt đường để chúng ta tưới lên cây hoa lan, hoa hồng và cây cảnh của mình, nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn. Thì đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái hiệu quả sử dụng và cách sử dụng cái sản phẩm Trichoderma bằng nhiều cách trên cái cây trồng của chúng ta. Rất mong nhận được cái sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.